Trong công điện tối ngày 30 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ tịch các tỉnh thành phố không để xảy ra tình trạng trục lợi phản văn hóa, những hoạt động tín ngưỡng biến tướng, lệch chuẩn, trục lợi phải bị xử lý. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các địa phương kêu gọi người dân không đốt đồ mã vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí hoặc không đúng nơi quy định. Tuyên truyền để người dân hiểu về nguồn gốc lễ hội, di tích nhân vật được thờ phụng, tôn vinh không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và nhà nước. Từ năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kiến nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng cảnh tỉnh người dân nghiêm cấm các cơ sở thờ tự tổ chức dân sao giải hạn. Các chùa cúng sao giải hạn là biến tướng, lợi dụng nhu cầu của người dân để trục lợi.